Bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng cái board Toshiba. Như chúng ta thấy thì nó model của nó có ghi ở trên cái board luôn các bạn. Các bạn để ý chút xíu thì các bạn sẽ thấy được cái model của nó. À, đây các bạn ha. ADC 1000 các bạn thấy không? Series của nó. Vậy là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa xem nó báo lỗi gì như khách hàng họ có ghi ở trên cái board. Cái này có ghi trên cái board. Đó là motor không quay, dẫn cấp nước. Cái này của bạn Sơn gì đây nè ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa nó. Ok. Chúng ta sẽ chú ý ở đây mình sẽ bắt đầu sửa từ đầu. Tuy nhiên theo như học trò mình nói thì cái bo này đã có người sửa qua. Nhưng mà chúng ta cứ việc làm theo cái chúng ta. Vậy thì cái đầu tiên là các bạn cần chú ý là khi mà các bạn muốn sửa những cái bo này thì ở nơi các bạn sửa thì cần phải có bộ dây. Bộ dây. Còn nếu các bạn không có bộ dây thì bạn phải 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 kêu khách hàng gửi bộ dây cho bạn. Như học trò mình thấy thì có dấu sửa. Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gắn những thiết bị ngoại vi vô. Như vậy thì đòi hỏi các bạn phải có đầy đủ thiết bị thì các bạn mới có thể sửa nó. Ở đây thì mình có sẵn làm sẵn một đôi dây đây các bạn ha. Đó. Thì những cái mô hình trên chỗ mình dạy học thì nó cũng có sẵn như này hết. Cái này là một cái bộ riêng ở trong phòng của mình để mình sửa máy. Còn học trò ở dưới thì nó cũng có sẵn bộ dây để mấy đứa học trò nó sửa. Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kết nối nó vào để chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa. Ok. Đây, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kết nối là chúng ta sẽ sửa chữa. Các bạn cần phải có bộ dây thì các bạn sẽ sửa nó, chứ còn không có thì các bạn rất là vất vả. Rồi chúng ta sẽ kết nối với lại một cục seal. Và chúng ta sẽ kết nối với cái gì, cái công tắc cửa. Ở đây chúng ta có một cái công tắc cửa, chúng ta sẽ nối với một cái công tắc cửa. Chúng ta sẽ nối với công tắc cửa. Rồi chúng ta sẽ kết nối với lại dây cấp nguồn cho nó. Chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái nào hư, chúng ta sẽ sửa chữa. Về sơ bộ chúng ta thấy thì cái bo này có sửa rồi, nhưng mà không sao, chúng ta cứ kiểm tra. Thường thường là cái bo của mình hay gì, hay thợ nó trả về hay gì đó, khách hàng mới đem tới cho mình, họ coi trên mạng không có đem tới cho mình. Cái có lẽ là do giá cả hay như thế nào đó mình cũng không rành lắm, nhưng mà họ đem tới thì mình cứ sửa cho người ta. Rồi chúng ta sẽ tiến hành mở máy nha các bạn. Mở máy cái này cho nó xuống đây. Chúng ta mở máy các bạn ha. Mở nguồn nha. Mở nguồn. Chúng ta mở lại nha các bạn. Bắt đầu start. Chúng ta sẽ coi hiện tượng motor kìa. Chúng ta nghe motor nó rè rè cái là cấp nước sẽ cấp. Ok, các bạn nghe cấp nước không? Được không? Mình để cho nó rung rồi các bạn thấy không? Cấp nước sẽ cấp. Như vậy thì khách hàng họ nói là không, motor không quay, cấp nước cứ cấp. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ dùng một cái này, chúng ta sẽ bơm hơi vào cái van cấp nước, cái cảm biến mực nước đây, chúng ta sẽ bơm vào đây các bạn, chúng ta sẽ bơm vào, chúng ta sẽ coi cái motor nó chạy ha. Đây bơm vào,
chúng thấy nó chạy không? Một cái mà các bạn dễ để ý là khi nó chạy nó rung, nó lắc, nó gồng, nó lắc, nó kêu tre 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 tre. Cái hiện tượng nó rất là khác thường đó các bạn. Rồi chúng ta chờ xem nó có báo lỗi gì không ha. Bạn thấy nó có vẻ nó không im đúng không các bạn thấy không? Nó khi mà nó quay nó giật 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 giật. Và chúng ta chờ xem nó có báo lỗi gì không ha. Chúng ta để nguyên, chúng ta chờ báo lỗi nha các bạn. Nó vẫn tiếp tục cái kêu cạc 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 như vậy. Đó là hiện tượng cái máy của người ta. Đúng không? Nó vẫn còn giặt nè các bạn. Nó báo lỗi các bạn ha. 7:11. Ok. Nếu như là các bạn tin ý, nếu như các bạn tin ý thì chúng ta sẽ gắm ba cái đèn vào để kiểm tra các bạn xem nha. Nếu các bạn tin ý, mình sẽ gắm vô hướng dẫn cho các bạn. Mình sẽ gắm vào để hướng dẫn cho các bạn. Các bạn làm bên điện thì các bạn coi các bạn sẽ hiểu, còn các bạn nào chưa thì các bạn phải đi học ha, cái đó là luật ha. Một số bạn thì hiện nay mình nói các bạn, một số bạn rất là ngộ, các bạn học cái trường nghề ở đâu thì các bạn lại đó các bạn hỏi mấy ông thầy của các bạn học ở đâu mà các bạn cứ nhè mình mà các bạn hỏi miết. Một số bạn thì hỏi là biết gì con 393, biết đường mạch điện này kia, mình hỏi ở đâu thì không dám nói. Học ở đâu thì các bạn kêu ông thầy đó chỉ, chứ mọi học trò của mình còn chỉ nó thì còn có thời gian. Các bạn học ở trường nghề, các bạn cho ông nào ăn tiền thì các bạn lợi cái ông đó mà các bạn hỏi giùm cái mình một cái, được không? Ok, mình chỉ hướng dẫn cho những cái bạn nào họ chưa biết, mình hướng dẫn những cái căn cơ này kia để họ thôi. Còn các bạn muốn chuyên sâu nữa thì các bạn phải đi học, còn không thì có một số trường nó đăng trên video clip này kia, nó là trường dạy nghề chuyên sâu gì đó, cao cấp gì đó, thì các bạn vô đó các bạn học thì các bạn phải hỏi với ông thầy đó. Mấy ổng chuyên sâu, mấy ổng cao cấp mà, cao cấp lý thuyết á, thì các bạn hỏi mấy ổng thì mấy ổng sẽ trả lời cho, chứ có đâu mà các bạn cứ nhè mình mà các bạn hỏi. Ok chưa? Rồi chúng ta mở nguồn. Rồi chúng ta mở lại lần nữa nha. Slide. Chúng ta sẽ để ý ba cái bóng đèn. Bạn thấy có một sự bất thường trong ba bóng không? Thấy chưa? Cái này mình không có nói, nhưng mà các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy. Chút nữa mình sẽ quay, nếu mình sửa xong rồi mình sẽ quay lại cái bóng đèn nữa cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa khối IC công suất. Chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ đo đạt IC công suất. Đầu tiên chúng ta phải cắt cái mạch này ra. Cái này lúc trước là có thợ họ sửa qua rồi, nhưng mà họ sửa cái phần này họ sửa cái phần này, sửa cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cắt cái mạch ngay chỗ phần IC công suất. Cái này chúng ta nại ra đi ha. Cái này họ lúc trước họ làm cũ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần này. Đây các bạn coi giùm mình nha, làm chứng giùm mình. Cái mạch này chưa hề được gì bung lớp trên. Đây mình phóng lên hai lần. Mình bắt đầu sửa từ đầu cho nên mình cho các bạn xem. Tại vì có một số bạn nói mình ảo, cái mạch sửa đi sửa lại. Sửa xong rồi bắt đầu cái kêu để nhờ đem đi sửa, sửa xong rồi về bắt đầu quay clip. À, mình quay cho các bạn xem, cái này là dấu người ta đo đạt thôi, không liên quan gì cả. Ok chưa? Mạch còn zin đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cắt mạch.
Rồi chúng ta sẽ đi hàng, chúng ta cắt mặt. Chúng ta sẽ cắt cái phần này tới đây. Ok, chúng ta sẽ cắt nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu mua những cái mẫu hàng cắt mạch này thì các bạn có thể alo với mình. Cắt rất ngọt ngào, chỉ cần các bạn để lên các bạn kéo xuống thôi, chứ chẳng cần phải gì dùng sức gì cả. Tại vì cái lực nặng của nó đã gì, nó đè xuống rồi nè, các bạn thấy không đó, mình chỉ cần mình kéo thôi nè, bạn thấy không, nó đã tự gì tự chạy rồi ha, mình chẳng cần phải gồng ghiếc cả nè, bạn thấy không, chúng ta chỉ kéo thôi. Rồi các bạn thấy không, chúng ta chỉ kéo thôi chứ chẳng cần phải dùng sức gì vậy. Rồi chỉ có như vậy thôi các bạn thấy không, rất nhẹ nhàng đúng không, vô cùng nhẹ nhàng, không có dùng sức dùng lực gì cả. Vậy chúng ta sẽ nạy nó lên. Các bạn nhớ là khi mà các bạn nạy bất cứ một cái bo mạch gì thì các bạn do mình làm quen rồi, các bạn phải chú ý những con ốc ở trên đây, nhiều các bạn nạy lên cái đó nạy con ốc lên luôn. Mình thì không khó khăn gì các bạn, thật ra hướng dẫn cho các bạn thì mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản thôi, những cái chuyên sâu thì các bạn cần phải đi học, chứ mình không phải là các bạn mình nói là trên mạng mình luôn giúp đỡ các bạn, thì không phải là bất cứ cái gì mình cũng có thể giúp cho các bạn được. Các bạn hiểu vấn đề đó, các bạn cũng phải đồng cảm cho mình, cũng cơm áo gạo tiền nữa, chứ không phải là mình không khó khăn gì, giúp những người họ ta mới thôi. Còn các bạn cũng phải thông cảm, các bạn học ở chỗ nào đó thì các bạn cứ dí ông thầy đó mà các bạn hỏi, dí ông thầy đó các bạn hỏi. Nói thật các bạn chứ mình luôn luôn trả lời cho các bạn. Cái máy mình đang quay á, thì nó có cái Zalo đó, cái Zalo, số Zalo đó là có nhóm Quả Lâm Công Chiến đó. Các bạn nào trong nhóm Zalo đó là được nay được khoảng 300 bạn, khoảng 300 bạn cỡ đó, khoảng không phong vậy. Tức là những cái hỏi như cái nào đó mình đều về trả lời cả, hoặc là nếu mà mình không trả lời thì các bạn trong nhóm sẽ tự trả lời cho nhau. Đó là một cái hình thức. Cho nên là 300 học viên đó thì giống như là được gì, được bảo chứng hết, tất cả trong đó đều được trả lời cả. Có một số bạn không phải là học viên mà vô cũng vô trong cái nhóm đó thì mình biết được, mình cũng kích ra ngoài hết, mình chỉ để học viên nhóm mình thôi. Trong đó mình sẽ hướng dẫn, mình chỉ sửa những cái này, chỉ sửa những cái kia cho học viên của mình, đó là sự thật. Bạn nào học ở đây thì biết à, có mình có cái nhóm Zalo đó tên là Quả Lâm Công Chiến. Học trò khi mà học ở đây ra thì đa số là làm những cái cơ bản làm rất ok good, còn những cái mà cần kinh nghiệm thì phải gì, phải nhờ mình, nhờ thầy giáo. Cho nên các bạn nên nhớ rằng khi mà các bạn có học xong chứ nữa, các bạn cũng không thể nào phản bội thầy của mình được, tại vì lý do ông sẽ còn giúp mình sau này. Còn những cái thằng mà nó lên nói này nói kia, nó đùm bậy đùm bạ, nó phải học viên của mình đâu, nói là mình là học trò thầy Tiến, học trò Tiến, học trò mà cái ngữ mà phản bội thì các bạn thấy có xài được không? Các bạn hỏi mình hỏi, nếu mà bạn dạy cho một thằng nào đó mà xong nó phản bội các bạn, mà có nghĩ mà xài được nó không? Nó phản bội mình thì nó sẽ được cái gì? Nó mình đâu trợ giúp nó được cái gì đâu. Nó phản bội mình lấy gì nó mình trợ giúp nó. Cho nên học viên của mình đây chẳng ai phản bội mình gì cả. Còn những cái thằng mà lung tung trên mạng nói này nói kia là những thằng tào lao mí lao, đâu phải học trò mình. Toàn lên nói mình là học trò thầy Tiến có đâu. Có một cái chuyện vui kể cho bạn nghe. Con thằng nó gọi mình, nó nói mình là học trò thầy Tiến. Hỏi là em học trò khóa nào? Nó nói em học hè, học thầy ta 6 năm về trước. Ví dụ vậy, mình mới nói là trời ơi, thầy mới dạy đây có 4-5 năm, có học trò 6 năm dữ vậy. Cái đội nó đắt máy luôn. Đó là những cái chuyện vui kể cho bạn nghe.
Còn các bạn theo học những ông thầy nào đó thì các bạn nên gì, nên kiếm ông thầy đó bạn hỏi. Các bạn nên học những ông thầy mà họ làm qua sữa bò giống mình vậy nè, đó sữa bò hàng ngày vậy nè, thì các bạn học. Chứ mắc mới các bạn học toàn là lý thuyết không mà các bạn về làm được không? Nói các bạn nhiều lần, có một số bạn đăng ký mình học online, học Zalo, Facebook này kia, vô mình trả lời liền, mình không có dạy mấy cái đó ảo trung chảo, ảo trung chảo luôn. Tức là học về toàn nói lý thuyết không, mà khách hàng họ đâu cần biết nói lý thuyết, khách hàng họ chỉ cần cái máy của tôi hư nè ha, anh vô anh sửa đi, anh sửa được không? Không sửa được kêu người khác, chứ tôi đâu cần nghe nói lý thuyết. Mà khi mà các bạn gặp những cái sự cố đó, các bạn hỏi ông thầy của mấy bạn, ông có bỏ chạy không? Nếu ông bỏ chạy là không xài. Các bạn muốn biết ông thầy giỏi dở, các bạn dễ lắm, các bạn giả bộ các bạn có một cái bệnh bệnh nào đó, các bạn hỏi ông, có ông chỉ không? Ông chỉ được, tức là ông biết về cái đó ông chỉ. Còn hỏi mà ông giả bộ ông lấp liếm cho qua chuyện, tức là nói giả bộ cho qua chuyện á, phải không? Nào, thua, ông thầy đó không có làm được gì hết đó. Rất phân biệt các bạn, rất phân dễ phân biệt ông thầy giỏi ông thầy dở, sao các bạn không phân biệt được ta? Chỉ có nghe lời quảng cáo không chết rồi. Hỏi các bạn hỏi trong phạm vi mình trả lời cho bạn được, bạn trả lời. Còn những cái nó dính trong bài học thì các bạn cũng phải thông cảm. Chúng ta đo thử cái sự công sức thế ha. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta nạy cái này lên. Cái này nó hơi khó nha các bạn, tại vì keo nó còn zin. Hơi khó các bạn ha, từ từ. Chúng ta mở coi xem xét là chúng ta sẽ hai con khác. Mình nhiều khi mình nói thì các bạn tự ái này kia, không chỉ cho các bạn tự ái, còn chỉ cho các bạn thì các bạn thỏa mãn, bạn mãn nguyện. Còn không chỉ thì các bạn gì nói này nói kia cũng khó. Nhưng mà thì thôi, các bạn học ông thầy nào thì các bạn dí ông thầy đó, các bạn hỏi giùm mình, các bạn khỏi mất lòng mình. Mình cũng không mất lòng mấy bạn. Còn các bạn nào nói là em sẽ cố gắng em vào học thầy, bây giờ thầy cho em hỏi cái banh bệnh đi, thì mình cũng nói thật với các bạn luôn. Các bạn muốn học trò mình á thì bạn đóng tiền đi. Mới tin, các bạn nói cái miệng không ai tin các bạn. Nhiều khi nói ra thì nó hơi gì, nó hơi cơm áo gạo tiền quá đúng không các bạn? Hơi cơm áo gạo tiền. Nhưng mà nói em hè này em sẽ giúp em học thầy, thì thầy chỉ em. Rồi bây giờ em nói hè thì em có dứt khoát em học kỳ thầy vô học thầy không? Có không? Có đóng tiền cho thầy đi, mình chứng minh người ta mới tin mình chứ. Các bạn nói không à thì ai tin các bạn? À đúng không các bạn? Cái đó thực tế rõ ràng ha, các bạn nói không ai tin các bạn.
chúng ta lấy những con xi công suất ra thì nó hơi khó ha. Các bạn cần phải có một cái mỏ hàng nóng ngon. Ở ngoài Bắc thì các bạn hay xài cái mỏ hàng mà nó có cục biến áp ấy, thì cái mỏ hàng đó thì nóng rất ok. Nhưng mà được có một cái là cái mũi nó nhiều khi nó to quá, các bạn làm những linh kiện khác thì nó hơi khó. Chứ mình thấy cái mỏ hàng đó thì các bạn ngoài Bắc làm cũng rất ok, xài cũng rất rất nghiêm, rất ngon. Các bạn nhớ ha, đi học là phải học những nơi mà người ta sửa những cái bo mạch như vậy. Ông thầy ông biết sửa những cái bo, ông ngồi ông sửa những cái bo thì ông mới có thể hướng dẫn cho các bạn được. Còn các bạn đi học những cái ông thầy mà tối ngày lý thuyết xong rồi thì các bạn chết.